Chào các bạn thân thiết của Minh Phụng Music. Video lần này vô cùng đặc biệt, không chỉ với bản thân mình mà cũng là của đội ngũ Minh Phụng, vì buổi giao đàn về mẫu organ K150 đến với những mầm non tương lai và những lợi ích của âm nhạc mang lại cho các bé tại trường mầm non Rainbow House ở Him Lam Riverside, quận 7. Cùng xem hành trình của chúng mình nhé. Đi thôi, hiện tại team đã khởi hành. Khung cảnh đường phố vẫn nhộn nhịp vì tụi mình đang ở khu trung tâm mà. Chưa gì trời cũng sắp đổ mưa rồi, phải nhanh chóng thôi. Và cuối cùng, căn nhà với bảy sắc cầu vồng đã xuất hiện rồi các bạn. Rainbow House mang đến môi trường giáo dục phát triển lý tưởng cho trẻ với không gian rộng, view thoáng mát. Trường mới được thành lập nên cơ sở vật chất của trường đều rất mới và đầy đủ tiện nghi, cùng bãi cỏ xanh và nhiều thiết bị học tập hiện đại, nhưng không kém phần dễ thương dành cho các bé. Cùng anh em mình khiêng đàn vào trong nhé các bạn. Như các video trước, các bạn đã quá quen với hình ảnh chúng mình khiêng đàn vào nhà khách, thì nay sẽ là cảnh bên trong lớp học nhạc của trường mầm non nhé. Và bây giờ hãy tìm hiểu tại sao organ K150 lại là sự lựa chọn yêu thích của thầy cô. Hãy cùng mình khám phá nha. Đầu tiên, điểm quan trọng nhất phải nói đến chính là thiết kế gọn nhẹ, không tốn diện tích, dễ dàng cho các bạn di chuyển trong mọi không gian, kích thước phù hợp với chiều cao của các bé. Đàn trang bị màn hình LCD hiển thị rõ nét các chức năng cùng bàn phím cảm ứng theo lực đánh, có thể tùy chỉnh lực theo ngón tay của các bé. Cung cấp nhiều chức năng phục vụ cho việc luyện tập như metronome, đếm nhịp, double voice, trọng tiếng, jazz bow, tăng giảm tông, giúp bé từng bước làm quen với nhạc cụ. Mang màu sắc âm nhạc phong phú với 300 voice, 300 âm sắc và 40 bản nhạc demo theo những nhạc cụ sinh động, giúp bé khám phá nhiều thể loại như guitar, trống, kèn, piano, violon, cùng khả năng kết nối USB tiên tiến để đưa những bản nhạc thiếu nhi từ USB đến K150 để các bé nghe hát theo hoặc tập đánh theo bài nhạc được cài sẵn. Với sở thích của mỗi khách hàng, đàn có hai màu cho các bạn tham khảo là trắng và đen. Đặc biệt nhất chính là giá tiền dễ tiếp cận với đa số trung tâm âm nhạc hiện nay, cũng như các bậc phụ huynh mong muốn cho con từng bước khám phá hành trình âm nhạc. Nếu như các bạn quan tâm về bên trong thùng đàn K150 có những gì, hãy xem video chúng mình đã làm trước đây với từ khóa K150 và tham khảo nha. Hãy đến với Minh Phụng Music để được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%, cùng với phần quà khi mua đàn là chân và bao đàn để bạn dễ dàng mang đi học đàn cũng như đi trà sữa và biểu diễn ngoài trời. Cảm ơn sự yêu mến và tin tưởng của trường mầm non Rainbow House đã dành cho Minh Phụng Music nói chung và nhà Kidman nói riêng. Rất vinh dự khi được đồng hành cùng trường trong hành trình đem thế giới nhạc cụ đầy sắc màu đến sự phát triển về tư duy âm nhạc cho bé. Cảm ơn anh em đã theo chân chúng mình trong buổi giao hàng đầy màu sắc và thú vị tại trường mầm non Ngôi Nhà Cầu Vồng ở khu đô thị Him Lam, quận 7. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Như thường lệ, với bất cứ câu hỏi nào chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất có thể. Hãy để lại comment và like, share, subscribe cho tụi mình để chúng ta cùng trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.